Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách đệm hát bài Hoa Nở Không Màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường do ca sĩ Hòa Lâm trình bày. Thì phần hướng dẫn của mình gồm có hai phần nhỏ. Phần thứ nhất, mình xin chia sẻ với các bạn cách intro bài hát này. Và phần thứ hai, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số điệu chúng ta có thể sử dụng đàn cho bài hát này ở mức độ cơ bản. Thì bài này mình sẽ hướng dẫn trên tông la thứ, nhưng mà mình sẽ kẹp capo lên ngăn thứ nhất, tương đương với là giọng si giảm thứ á. Thì giọng này nó tương đương với bản gốc của ca sĩ Hòa Lâm hát. Thì bây giờ mình sẽ đàn mẫu trước đoạn intro, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn từng câu một ha. Ok, bước vào phần hướng dẫn. Thì đoạn intro này mình biên soạn gồm có tất cả là 8 câu. Mình lấy cảm hứng từ cái đoạn điệp khúc của bài hát. Thì bước vào câu thứ nhất, các bạn đàn cho mình như thế này. Chúng ta để hợp âm là, hay tay hợp âm la thứ nha. Ta đàn là nốt 1, dây 1 và dây thứ 5. À. 3, 2, 3, 1, 3. Là xong câu thứ nhất nhé. Các bạn để thế tay la thứ và bấm dây thứ nhất, dây thứ năm. Đấy, các bạn bấm. Bùm, 3, 2, 3, 1, 3. Rồi, đến với câu thứ hai. Vẫn thế tay la thứ, các bạn đánh cho mình nốt đô nhá. Các bạn kéo lên đô, rê, mi. Đó, kéo từ nốt rê lên nốt mi. Rồi, rồi rê, trở về hợp âm pha trưởng và đánh dây 1, dây thứ 5, 3, 2, nha. Rồi mình đang lại. Rồi, các bạn đang để mình là pha trưởng như thế này. Nè, bùm. Đó, si la si à, và trở lại âm mi thứ và rồi rồi nha. Tiếp theo là các bạn đánh cho mình là mình đang lại nha. Son mi là trở về âm la thứ và đánh dây số 4, số 6. Đó, các bạn đánh cho mình là 5, 4. Rồi, đến với câu thứ 4. Pháp là do re mi re do re mi son. Đó, trở về âm đô trưởng và rải bay dưới. Sau đó chúng ta đàn thêm 3 2 1 3. Đó, rồi đến với câu thứ 5 nhá. Đến với câu thứ 5 là các bạn đàn như thế này, đàn ở chỗ này nha. Đó, nó giống như là cái câu thứ nhất, câu thứ hai vậy các bạn. Nó chỉ khác là mình đọc lại nha. Do re mi re do và trưởng dây thứ 2 và dây thứ 5.
Si la si, đó cũng bị thứ. Si son, đó cho bài âm là thứ nha. Đó, dây thứ, dây thứ ba và dây thứ năm, chập 4 3. Đó rồi, tiếp tục nha các bạn, là để cho mình là son la si do re mi. Nè, mình đọc lại nha. Son la si do mi re do si la. Đó là cái bài âm la thứ và đi kèm với bát là dây đến dây 3 và dây 5. Đó. Ba ba. Nè, các bạn đánh nha. 4 3 2. Đó. Rồi tiếp tục. Các bạn đánh cho mình là son la si do mi re do si la 4 3 2. Rồi, đó chúng ta trở về âm la thứ nha. Rồi, câu cuối cùng. Đến chỗ này nha các bạn nha. La 4 3 2 si. Si la, đó trở lại cho về hợp âm la thứ và dây 3 dây 5. 4 3 2 1. Ok, đến với phần thứ hai, phần đệm hát. Thì bài hát này mình hướng dẫn trên tông la thứ. Thì tông la thứ nó gồm các hợp âm. Thứ nhất là âm chủ la thứ. Thứ hai, son trưởng nha, son trưởng các bạn nha. Rồi, thứ ba mi thứ nha, mi thứ nha. Rồi thứ tư son pha trưởng các bạn nha. Rồi tiếp theo chúng ta có mi bảy, mi bảy nha, nha hai ngón này thôi nha. Rồi đây nó có một hợp âm đặc biệt nữa, đó chính là hợp âm re thứ bảy. Các bạn chặn cho mình là hai dây dưới bằng ngón trỏ và cái ngón giữa này chúng ta đánh nghe nốt là dây thứ ba. Đó rồi hợp âm son bảy nha, hợp son bảy khác son trưởng. Son trưởng là móc ở dưới ngăn thứ ba dây thứ nhất, còn âm son bảy thì nó là ngăn thứ nhất dây thứ nhất luôn. Đó, còn hai này, hai dây trên này giống nhau, năm sáu và giống nhau. Đó, và cuối cùng là đô trưởng. Thì cụ thể cách bấm như thế nào thì mình có để một số cái hình về các hợp âm sử dụng cho phần đệm hát của bài hát này. Quay trở về cái điệu đệm thì bài hát này là một bài hát ballad. Thì mình có các cách đệm như sau. Cái thứ nhất chúng ta sẽ đàn như thế này. Bát ba chát ba chát ba chát ba bát ba chát ba chát ba chát ba chuyển. Đó thì cú pháp mình có để trên đây thì các bạn có thể nhìn cú pháp và đàn theo cái tay của mình nhé. Cái thứ hai, điều thứ hai chúng ta có thể đàn như thế này. Bát ba hai ba một ba hai ba bát ba hai ba một ba hai ba chuyển ba hai ba một ba hai ba chuyển ba hai ba một ba hai ba chuyển. Đó thì chuyển là cái bát đó các bạn. Ok, và cái đánh thứ ba chúng ta sẽ đánh như thế này. Bát ba hai một nghỉ ba hai ba bát ba hai một nghỉ ba hai ba bát. Hả? Ok, và đối với cái phần điệp khúc của bài hát này á thì chúng ta sử dụng quạt. Chúng ta sẽ quạt như thế này. Cú pháp của nó là các bạn đánh như này nha. Xuống lên xuống lên xuống 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 lên xuống xuống lên xuống lên xuống 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 lên xuống. Đó. Thì cái cú pháp mình có để trên cái dòng phía trên thì các bạn có thể nhìn theo đó và tập theo cách mình đàn nhé.
Và mình cũng biên soạn cái hợp âm để các bạn có thể đàn trên cái lyrics của bài hát này. Trên đây là phần hướng dẫn của mình về bài hát Hoa nở không màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường do ca sĩ Hoài Lâm trình bày. Đây là những cái phần hướng dẫn hết sức là cơ bản dựa trên những cái kiến thức mình có. Thì mọi người nếu có góp ý thì hãy comment bên dưới để mình có thể hoàn thiện các clip sau nó tốt hơn. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này và rất mong mọi người hãy nhấn nút đăng ký cũng như nhấn nút like ủng hộ mình cho clip này và những cái clip tiếp theo mình sẽ làm. Và đừng quên nhấn nút chuông để mà có thể theo dõi những cái clip mới nhất của mình vừa ra nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.